có một kiếp nào đó mình cũng giàu có, mình cũng đẹp trai, mình cũng quyền thế, mình cũng năm thê bảy kiếp, và bông hoa lạ nào cũng tới tay mình hết. Thì ngày hôm nay nó lật ngược lại cho mình hết. Khi xưa mình chủ động để hái hoa, bây giờ mình bị động để chịu sự ruồng rẫy của người khác. Đó là quả của ta chứ. Nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ giải mã được, thì chúng ta sẽ có cách ứng xử, thì chúng ta biết mình phải làm gì để chúng ta giữ cái huệ mạng của mình. Thì chúng ta biết chúng ta làm cái gì để chúng ta thỏa mãn những cái khao khát lệch lạc trong cái đời sống hôn nhân của mình.